Trong những ngày qua, xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng Quang Hải đang được một câu lạc bộ châu Âu ngỏ lời mời anh về thi đấu. Thậm chí, đây còn là đội bóng có suất dự UEFA Champions League trong mùa giải năm nay. Nếu đây là sự thật, Quang Hải sẽ có cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp. Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam bước vào độ tuổi 9 và rất cần có những môi trường tốt hơn V-League để phát huy được hết tài năng, như trường hợp của Chanathip tại Thái Lan. Trong video này, hãy cùng Netsports nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Quang Hải trong năm 2021 và cùng chúc cho cầu thủ gốc Đông Anh sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp để có thể giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển hơn trong thời gian tới nhé. Người đang đứng trước quả phạt này là Quang Hải. Đánh đâu! Ngân Văn Đại! Bàn thắng đến quá sớm với đội bóng thủ đô. Bất ngờ, người kèm Ngân Văn Đại trong tình huống vừa rồi đó là Đoàn Anh Việt, một cầu thủ có chiều cao rất tốt, nhưng trung vệ trẻ này đã không thể theo sát được Ngân Văn Đại trong tình huống vừa rồi. Ngay ở phút thứ hai của trận đấu, từ quả đá phạt chất lượng của Quang Hải thì câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số. Cái tên Ngân Văn Đại một lần nữa lại tỏa sáng, bàn thắng thứ ba của Ngân Văn Đại mùa giải năm nay. Một sự khởi đầu thực sự thuận lợi cho đội bóng thủ đô, và có vẻ như bộ quần áo mới này đã đem lại may mắn cho đội bóng thủ đô. Pha đánh đầu ngược rất hay của Ngân Văn Đại. Dù chiều cao của Đoàn Anh Việt là 1m86 nhưng trong tình huống vừa rồi anh không thể kiểm soát được khoảng không. Pha đánh đầu quá kỹ thuật và không hề có lỗi của thủ môn Hoài Anh trong tình huống vừa rồi. Nhưng phải kể đến là tình huống đá phạt của Quang Hải có độ sát thương rất cao, phản công cho Hà Nội. Giovanni rất hay. Quang Hải quá trống trải, không thể khác được. Bóng vào chân của Quang Hải và khi anh đã chỉnh bóng sang chân trái thì đó là bàn thắng. Những đường phản công có thể nói là rất hay của câu lạc bộ Hà Nội. Nếu như Quảng Ninh đá thế này thì chuyện họ bị vỡ trận là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Những bàn thắng đến với câu lạc bộ Hà Nội thực sự là đang rất dễ dàng. Một trận đấu dễ dàng cho đội chủ nhà cho đến phút này của trận đấu. Không ai nghĩ rằng Hà Nội có thể khởi đầu đẹp đến như vậy. Phút thứ 18 của trận đấu và tỷ số là 2-0. Ngôi sao sáng nhất của Hà Nội cho đến lúc này chính là Nguyễn Quang Hải với một bàn kiến tạo và một bàn thắng. Ta cùng xem lại tình huống này. Bóng khẽ đập chân của Gustavo, nhưng có lẽ nếu như bóng không đập chân của Gustavo cũng sẽ là bàn thắng thôi. Quá nhiều không gian và thời gian để cho Quang Hải có thể chỉnh bóng và ngắm vào góc xa. Với cái chân trái rất ngoan của mình thì anh không thể bỏ lỡ một tình huống như thế này được. Và chuyển đổi trạng thái rất nhanh, công rất lớn đến từ Giovanni. Cánh trái là Hồng Duy đang di chuyển rất thoáng. Quang Hải sút bóng vào. Tuyệt vời. Quang Hải, đó là sự khẳng định, sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aguinata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Lại là Dubai và dấu ấn Quang Hải lại xuất hiện. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng ghim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Và cú đấm vào không gian quen thuộc của Park Hang-seo. Tốt Tuấn Anh. Một ngày rất dễ nhớ, ngày 12 tháng 12. Và Quang Hải lại ghi bàn. Giống như cách anh làm tung lưới của Malaysia ngày 10 tháng 10, 3 năm về trước, 2 năm về trước. Sấm sét chỉ có thể nói là như vậy. Và các bạn hãy chứng kiến hình ảnh bất lực của thủ thành Khairul Fahmy. Thật đáng thương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Và kịch bản tấn công này rất quen thuộc thời AFC 2018. Những pha bóng xuất phát từ bên phía cánh trái, bóng được trả ngược lại. Và khi nó đến với cái chân trái của Quang Hải thì chúng ta thường có thể biết đối phương sẽ phải nhận hậu quả như thế nào. Thực ra khi Quang Hải tung chân thực hiện cú dứt điểm thì chắc chắn là tôi và rất nhiều người chỉ kịp nhìn thấy bóng tung lưới mà thôi. Tuấn Anh, rất nhiều cú đánh gót. Công Phương, dứt điểm. Quá ngọt ngào, quá ngọt ngào. Và biết sao lại trở thành một sân khấu để Phượng nở hoa, có thể nói như vậy. Quang Hải và Công Phượng, những người có duyên nhất với mảnh lưới của Malaysia thì đều đã là lần lập công. Hãy xem lại cách mà chúng ta phối hợp cú đánh gót của Quang Hải, những nhịp xử lý của Công Phượng, ngoặt bóng lại và thực hiện một cú dứt điểm. Mọi thứ như được tô thêm vẻ kịch tính và hấp dẫn khi bóng chạm vào cột dọc. Đúng là đội tuyển Malaysia rất hiểu đội tuyển Việt Nam, nhưng với những pha xử lý như vậy, những cú đánh gót ngẫu hứng như vậy thì không một sách vở nào có thể mang đến những bài học dành cho Malaysia cả. Quang Hải rất tốt, Quang Hải, và bây giờ là tiến lên. Tiến lên có thể chuyển ngang cho Công Phượng, nhưng không, anh đã giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình bằng bàn thắng từ rất sớm. Một bàn thắng phải nói là cực kỳ quan trọng và cũng nằm trong dự đoán của rất nhiều người và mong chờ của rất nhiều cổ động viên Việt Nam. Và của Tiến Linh nữa, tất nhiên rồi, anh rất cần bàn thắng này để lấy lại sự tự tin. Chúng ta có thể cảm nhận cả sự hồi hộp trên gương mặt Tiến Linh sau khi có được bàn thắng. Chúng ta hiểu được Tiến Linh đã phải chịu sức ép lớn như thế nào. Nhưng ngày hôm nay hãy nhìn lại đường truyền này, tình huống bứt tốc này và một pha dứt điểm lạnh lùng này, để có thể đặt niềm tin vào hàng công của đội tuyển Việt Nam sau một trận đấu mà chúng ta chịu rất nhiều sức ép trước Indonesia. Một tình huống xoay hông nhưng bất ngờ dứt điểm vào góc gần. Phải nói là thực sự bình tĩnh của Tiến Linh. Chúng ta đã khai thác được điểm yếu rất lớn ở phòng ngự của đội tuyển Campuchia. Đội tuyển Dũng, lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức, Quang Hải, đẳng cấp của một ngôi sao. Quang Hải đang thi đấu quá hay trong trận đấu ngày hôm nay, từ một tiền vệ trung tâm cho đến vị trí của một tiền đạo cánh, và pha sửa lòng này đã nói lên hết những tinh túy, những kỹ năng của Quang Hải. Nhưng bóng quá đẹp. Nhưng những lời khen đầu tiên, công đầu tiên phải được dành cho Nguyễn Hoàng Đức với một pha chuyền dọn cỗ để Quang Hải băng xuống làm nốt phần việc còn lại. Chúng ta đã cướp được bóng sau những đường truyền qua lại bên phần sân nhà của các cầu thủ Campuchia. Lối chơi pressing cao giúp chúng ta tạo ra được sự khác biệt trong pha bóng này. Chúng ta hãy xem lại pha đi bóng và đường chuyền dọn cỗ của Hoàng Đức, sau đó là cú cứa lòng hoàn hảo của Quang Hải. 4-0 và dứt điểm một chạm cực kỳ xuất sắc, rất hay của Quang Hải.